bạn cùng vẽ với Mai Khanh nhé. Thank you.
Ta ta, bức tranh chân dung từ cô giáo đã hoàn thành rồi. Các bạn thấy Mai Khanh vẽ như thế nào thì comment ở bên dưới nhé. Nếu thấy video này hay, các bạn nhớ like và subscribe cho Mai Khanh Art. Và đừng quên bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất nhé. Bye bye. Thank you.